để tiếp tục bài 2, thì các bạn à, cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ phân tích bài toán ra làm nhiều phần nhỏ và chúng ta sẽ làm từng phần như vậy đối với bài 2 là xây dựng chương trình tính chu vi diện tích như vậy trước tiên là chúng ta phải nhập được cái đã ha, nhập cạnh thứ nhất và cạnh thứ hai chiều dài chiều rộng vào cái đó đã đó. như vậy thì ở đây chúng ta sẽ phát sinh cái gì nhập từ bàn phím và lúc này chúng ta cần phải có cái biến để lưu trữ hai giá trị từ bàn phím và biến đó là chiều dài và chiều rộng như vậy chúng ta lưu là a b cũng được hoặc là chiều dài chiều rộng cũng được tùy chúng ta hoặc là chúng ta ghi là hoa hồng gì cũng được cả nhưng mà mục đích của chúng ta là lưu để nhớ cho nên là chúng ta sẽ uh, lưu những cái tên biến làm sao mà nó dễ dễ nhất. Như vậy chúng ta tạo một cái project C và chúng ta để là lab 2 bài 2 Ctrl C Ok à, Lưu lab 2 bài 1 lại. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái folder mới. Lab 2 bài 2 Mở folder này ra. Lab 2 bài 2 Lưu lại luôn ở đây nó hỏi là chương trình C mà các bạn định lưu là gì, lớp 2 bài 2 nhớ là vậy ha rồi như vậy các bạn nhìn trong cái folder của mình ở đây nè folder lớp 2 như vậy lớp 2 của thầy nó có thư mục là lớp 2 bài 1 lớp 2 bài 2 đó như vậy lúc mà các bạn đọc bài thì các bạn sẽ nén cả thư mục này luôn nhé nén cả thư mục này nhắc lại nén cả thư mục này rồi sau đó thì mình đổi cái này ví dụ như các bạn đọc lắp hai thì các bạn thêm vô chữ lát hai hết đó vậy thì các bạn sẽ đẩy cái này lên đọc rồi chúng ta sẽ tiếp tục nhập vào hai cái giá trị chiều dài chiều rộng từ bàn phím rồi, trước tiên chúng ta sẽ khai báo một cái biến là chiều dài, chiều rộng chúng ta có thể đổi đi, Đó, đổi bây giờ cái biến nó không còn là số nguyên nữa mà mình cho nó là số thực như vậy thì chỗ này mình khai báo là chiều dài và chiều rộng, à, dài, rộng, chấm phẩy. Rồi nếu như mà đã đến bài hai rồi thì mình không có cần phải phải đợi tí nữa mình xuất ra mình thấy nó kỳ kỳ rồi mình mới bắt đầu đưa cái dòng thông báo mà bây giờ chúng ta đã quen rồi đúng không nè thì trước tiên chúng ta sẽ xuất ra một cái câu để thông báo cho người ta là nhập cái gì nhập vào chiều dài đó đúng không nè tức là mình đã quen rồi mình đâu có cần phải 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 chờ khi mà mình chạy chương trình lên mình mới thấy nó nó thiếu thiếu đâu nó giờ mình quen rồi và scan 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 f mở ngoặc phần trăm phần trăm gì phần trăm f phẩy cộng dài tương tự như vậy chúng ta copy cái lệnh này đưa xuống đây nhập vào chiều rộng scan rộng rồi bây giờ chúng ta thử xuất ra thử coi chiều dài và chiều rộng chiều dài hai chấm phần trăm f cách ra chiều rộng phần trăm f phẩy dài phẩy rộng đó như vậy là chúng ta đã vừa nhập và và xuất như vậy thì chỗ này chúng ta gọi là chia để trị nhé tức là chúng ta phải nhập được xuất được cái đã rồi làm gì tính sau đối với là một cái chương trình lớn sau này các bạn cũng vậy cũng làm từ từ từng phần từng phần một chúng ta thử là chương trình của chúng ta nó có bị lỗi hay không đó để. đó như vậy chiều dài của các bạn là 8 chiều rộng của các bạn là 5 như vậy là chúng ta đã xong rồi đó rồi bây giờ chỗ này chúng ta có thể là xịt n cho nó 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 nó, nó xuống dòng xịt n cho nó xuống dòng như vậy chúng ta có chiều dài và chiều rộng 8, 5, 5 chiều dài 8 chiều rộng là 5 ờ, chúng ta muốn 8 với 5 này nó đều nhau thì chúng ta lại phát sinh vấn đề rồi xịt ờ, tê ở đây xịt tê ở đây đó Cái này tùy ha chúng ta thấy là cái gì cần cái gì hợp lý thì chúng ta làm vậy thôi đó chiều dài là 8, chiều rộng là 5. rồi bây giờ chúng ta sẽ uh, xuống đây chúng ta tính uh, diện tích đi tính chu vi tính diện tích như vậy chỗ này mình khi mà tính chu vi và tính diện tích cái này nó cũng khá đơn giản cho nên là chúng ta chỉ cần in trực tiếp thôi Ờ, đề người ta không yêu cầu là lưu lại chu vi lưu lại diện tích cho nên chúng ta chỉ cần tính và xuất ra luôn ờ, chu vi hình chữ nhật hai chấm phần trăm f chu vi hình chữ nhật nếu mà bạn muốn đưa cạnh vô thì bạn sẽ đưa cạnh dài cạnh rộng vô còn không thì mình để chu vi hình chữ nhật phần trăm F phẩy ờ dài mở ngoặc một cái. Đúng ra là khi mà các bạn mở ngoặc là tự động nó mở luôn nè. Mở ngoặc cái dài cộng rộng nhân 2. Đó, như vậy chúng ta đã có được chu vi. À, diện tích hình chữ nhật phần trăm f phải dài nhân rộng đó như vậy thì các bạn sẽ sẽ, sẽ lấy dài nhân rộng dài cộng rộng nhân 2 vậy chúng ta đã có chu vi và có diện tích chúng ta có 5 4 không? có đang 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 một số vấn đề nè chưa xuống dòng nè đó như vậy thì bây giờ mình sẽ xuống dòng cho nó trước khi uh, uh, xuất chỗ này thì mình xuống dòng đây một cái xịt n đúng không đó, nhu cầu của mình xuống dòng thì mình xuống dòng thôi xịt n mình cứ làm từ từ không nhất thiết là các bạn phải uh, nhớ và viết ngay mà các bạn cứ viết từ từ nó chiều dài chiều rộng chu vi diện tích như vậy chúng ta đã xong rồi bây giờ nếu mà các bạn muốn định dạng là có bao nhiêu số thập phân ở phía sau thì các bạn thêm vào thêm vào thôi Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài tiếp theo là chu vi và diện tích của hình chữ nhật ừ, các bạn thấy có dễ không nào như vậy thì đối với lại một cái bài tập các bạn biết cách chia để trị như vậy thì các bạn lập trình nó rất là đơn giản không có gì là phức tạp cả chúc các bạn thành công